Trong chương trình kỳ này, Chắp Cánh Ước Mơ tìm về Sóc Trăng, dùng đất với ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer gắn bó lâu đời cùng nhau. Trong không khí rộn ràng của những ngày giữa tháng 10 âm lịch, tại đây diễn ra các hoạt động chào đón lễ hội Ốc Âm Bốc cổ truyền của bà con đồng bào Khmer. Gác lại hầu hết công việc để vui lễ hội, thời điểm này bà con chủ yếu nghỉ ngơi sau những vụ mùa lao động vất vả. Thế nhưng có một người đàn ông tật nguyền vẫn lặng lẽ miệt mài với cuộc mưu sinh của mình. Bằng chính đôi tay thương tật và đôi chân kém lành lặn, anh vẫn ngày ngày kiên trì cùng vợ con đi tìm ước mơ đổi thay cuộc sống khó nghèo. Thường một ngày là anh Duyên thường đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, sáng đi sớm khuya, có nhiều lúc cũng đi khuya, ở 4 giờ mấy là đi rồi. Dạ. 4 giờ mấy thức đi. Nếu mà thấy trong người không khỏe thì 6 giờ mấy, 7 giờ mới đi bán vòng vòng. Dạ. Dạ. Nhưng mà nghe anh nói bình thường là 4 giờ mấy là anh phải đi để bán rồi. Dạ. Mà giờ đó thì còn rất là khuya rồi. Có đi mua giờ đó luôn hả? Dạ, có mấy khách đi ra chợ người ta uống cà phê á. Uống cà phê rồi người ta đậu mấy cái quán, mình bán nhờ mấy cái chỗ đó. Dạ, dạ. Mà chịu khó quá. Dạ. Đi từ 4 giờ sáng. Sao 4 giờ, anh không... 4 giờ mấy mới đi, 4 giờ rưỡi là thức lên à. Dạ. Nhưng thức... mà sao anh dạ. không đợi tới trễ trễ một chút xíu đi để nó... Tại vì mình nghĩ là đi khuya như vậy thì nhiều khi nó cũng có nguy hiểm rồi này kia. Tại đi khuya, đi 4 giờ mấy đi là người ta uống cà phê uống gì mình bán nhờ chỗ đó. Nếu mà đi sáng đi quá thì người ta đi về hết rồi, uống mấy tiệm quán uống cà phê người ta đi về á. À, nãy giờ anh em mình đi cũng xa cũng mệt rồi, hay là ngồi nghỉ tạm chút xíu đi, mình hỏi thăm anh Duyên chút xíu ha. Dạ. Mình gọi đây. Nhưng mà Vinh cũng đang muốn hỏi anh thêm là những cái vết thương trên người của anh á, trên tay nè, là không biết là anh bị như thế nào ha? Bị điện nó phỏng ra bên đây thì nó lấp, nó lóc thịt đùi lại nó lấp ở đây, rồi lóc cái đùi bên kia thì lấp tay lung ở đây, cũng lấp cái giò, mấy ngón giò. Bị điện giật? Dạ. Mày... đi nhiều lúc nó thốn cái này, đi không được lâu. Đi ghét nó thốn nhất. Dạ. Từ nếu mà mình thấy không khỏe thì sáng 6 giờ mấy, 7 giờ mới đi bán. Dạ. Nhưng anh có thể kể cho Vinh nghe cụ thể một chút về cái tai nạn này của anh được không? Dạ. Mình đi làm rồi kéo cái sắt lên mấy cái ta làm hàng rào, mấy cái điện cao thế. Sắt nó dài tới 7 mét, kéo lên nó chạm mấy cái điện cao thế ngoài lộ. Nó phóng rồi dính. Dạ. Yeah. Rồi nhờ anh em ở đó người ta để mình xuống từ trên giàn giáo đổ xuống đem ra bệnh viện. Trời ơi, mà coi như hồi đó anh là đi làm phụ hồ đúng không? Yeah, rồi bị một cái tai nạn, rồi mình nghĩ là thập tử nhất sinh lúc yeah. đó là bị cái tai nạn này thì chắc là mọi người cũng nghĩ là lành ít dữ nhiều rồi đó. Yeah. Tại vì cái độ phỏng của anh là quá là nhiều. Thì lúc anh đi vô bệnh viện như vậy á, thì những cái vết thương này bác sĩ nói là anh bị tổn thương bao nhiêu phần trăm sức khỏe của mình? Cái đó đang cũng không biết nữa, bác sĩ ta cũng không cho hay luôn. Dạ. Tại thấy mình bị vậy á, thì cho bên anh em với vợ đồ biết á, rồi mình cũng hay không gì hết trơn. Dạ. Phẫu thuật, ta nói phẫu thuật tay, cắt tay á, cũng đâu cho hay đâu. À. Dạ, cái kêu để lợi, cố gắng để lợi, cho cắt. Tại thấy tội nghiệp con luôn á. Khi mà cái thời điểm vừa bị điện giật thì lúc đó tâm trí anh có nghĩ được điều gì không? Cũng nghĩ, nói cũng giá cho sống để mà thấy con còn nhỏ. Yeah. Ừ. Có nghĩa là cái khoảnh khắc đó yeah. anh nghĩ ngay đến các con của mình. Còn. Bởi vì Vinh biết là anh là người trụ cột trong gia đình, yeah. là lo cho hai đứa con rồi lo cho chị nữa. Yeah. Thì... đúng là cái khoảnh khắc đó mình chỉ nhớ đến những người thân của mình thôi, chứ yeah. không có lo gì đến cái sức khỏe của mình hết. Yeah. Nhưng mà sau cái thời gian đó điều trị thì anh mất bao lâu? Cũng 2 tháng 10 ngày. 2 tháng 10 ngày. Yeah. Rồi trong suốt cái quá trình đó anh nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Nghĩ mà cố gắng để mà sống, coi con để cho nó ăn học đó. Ừ.
và không mà không biết làm cái chuyện gì được nữa. Tính đi đốn mía cho vợ đốn mình giác mà người ta khuyên quá trời không có đi. Dạ. Ta đi đi giác không được, sợ giác không được, xuống bè ghe rồi. Nếu mà không đi giác mía thì có môn là đi bán vé số mà. Tính thực sự cảm thấy rất là khâm phục anh, bởi vì trong suốt cái thời gian cơ thể anh bị hành hạ bởi những cái cơn đau như vậy mà anh chỉ cố gắng nghĩ làm sao để mình tìm được cái công việc nào để kiếm được tiền đây. Thì lúc đó anh đối mặt với cái biến cố đó của mình như thế nào? Anh có sợ hãi không? Cũng có, cũng sợ hãi. Nó cắt thêm một cái giò, hai cái tay nữa. À, Nhung Vinh nghĩ là sau cái biến cố này thì cuộc sống của anh gần như là thay đổi hoàn toàn. Dạ. Và nhất là trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày nữa. Thì đi tắm đi gì hồi đó thì vợ tắm cho không à. Ừ. Cơm nó cũng con, có nhiều lúc con đi học về thì cơm nó con nó đút. Con, dạ. Thấy cũng hơi khổ. Ừ. Thật sự là Vinh phần nào có thể hiểu được cái cảm giác của anh. Dạ. Mình đang khỏe mạnh là một người đàn ông trụ cột gia đình, bỗng nhiên là phải phụ thuộc vào vợ vào con thì cái cảm giác nó rất là bực bội khó chịu. Dạ. Nhưng mà dù sao thì cũng thấy được cái tình cảm của mọi người dành cho anh rất là lớn. Dạ. Khi mà mình gặp cái sự cố như vậy, và bản thân anh Vinh cũng thấy được anh rất là lạc quan. Dạ. Và luôn có một cái niềm tin vào cuộc sống để anh luôn nỗ lực cố gắng những cái việc nhỏ nhất. Dạ. Để mình có thể trở lại với cái cuộc sống bình thường. Dạ. Rồi anh nói là anh đã quay đi bán vé số được một năm mấy, tức là chỉ sau mấy tháng phẫu thuật về nhà là anh đi làm luôn. Dạ. Từ đó tới giờ là không có đi khám nữa. Tại vì lúc mà xuất viện về là một tháng đi một lần, có khi hai lần không có nữa. Dạ. Dạ. Rồi sau này đi hết tiền rồi ra ở nhà luôn, không có đi. Dạ. Có lúc nào đó trong suốt cái khoảng thời gian 2 năm anh thấy vợ con than phiền về cái biến cố này của anh không? Giống như là thấy chăm sóc anh vất vả quá, hay là có than phiền về những gì đó không? Không, nói chung vợ cũng thương. Dạ. Đỡ thấy như vậy cũng năn nỉ mình hoài, thấy sợ mình buồn á. Con thì nó thấy cha vậy, muốn đi vậy, làm cái gì là nó đi, nó dành rồi. Muốn đi ăn cơm vậy đó, thì nó dành, nó không cho làm đó. Nhìn thấy vợ con yêu thương và chăm sóc cho mình vậy thì cũng phần nào cảm thấy là mình mãn nguyện hơn. Dạ. mình vui vẻ hơn. Mất đi một phần cơ thể nhưng không có nghĩa là đánh mất đi niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Bao ngày qua, anh Diên vẫn cố gắng vượt lên số phận bằng chính nghị lực của bản thân. Ở anh, chúng tôi cảm nhận được đâu chỉ là nỗi đau đè nặng, mà đó còn là những tâm sự của một người chồng, người cha, còn chưa làm trọn trách nhiệm với vợ con khi chẳng may gặp chuyện thương tâm. Đến ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú, chúng tôi được bà con kể cho nghe rất nhiều điều về anh Diên, người đàn ông Khmer hiền lành, dễ thương, hàng ngày sống bằng nghề bán vé số. Kể từ ngày anh gặp sự cố điện giật, khi những tổn thương trên cơ thể còn chưa được chữa trị cho đến nơi đến chốn, thì đó cũng là chừng ấy thời gian anh Diên gắn bó với công việc bán vé số để chăm lo cho gia đình, như cách duy nhất để anh có thể san sẻ gánh áo cơm cùng vợ, là hy vọng còn lại cho tương lai của hai cháu Thạch Diễn, Thạch Thanh bằng con đường học tập đổi thay cuộc sống khó nghèo. Thương anh, bà con lại hay nhiệt tình ủng hộ để anh bán thêm được đôi ba tờ. Câu chuyện tình người vì thế lại thêm ấm áp bởi cái nghĩa cái tình dành cho nhau giữa lúc khó khăn, hoạn nạn. Những vết thương trên da hơn một năm qua đã in hằn vết đen sạm vì nắng gió, vẫn có thể nhìn thấy, chạm vào để cảm nhận được những mất mát. Thế nhưng từ sâu trong những tổn thương đó là một nghị lực lớn vô hình ở anh Duyên để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Những lúc không đi bán vé số, anh lại cùng các con tranh thủ thả lưới kiếm cá cho bữa cơm hàng ngày, mặc cho những hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Kiên trì, nhẫn nại với những công việc của mình, anh hiểu sự sống mới sẽ hồi sinh từ hôm nay trong những cố gắng lao động cho vợ con có được cái ăn, cái mặc hàng ngày.
Vậy là mỗi ngày anh buổi sáng đi bán rồi chị thì bắt đầu đi ra rẫy là? Đi làm cỏ. Dạ. Kìa, có vợ làm cỏ mà chứ. À, dạ. Dạ. Em ơi, cô Vinh thăm rồi. Dạ, chào chị. Dạ, chào cô Hồ nè. Chị nghỉ tay vô đây em hỏi thăm chị chút xíu được không? Dạ. Mà ví dụ như một ngày chị đi làm vậy là được bao nhiêu tiền? Một ngày 100. Một ngày được 100 dạ. ngàn. Rồi phụ hở với anh là cái chi phí đó hai vợ chồng có đủ xoay sở cho cái gia đình của mình bây giờ không? Vẫn thiếu thốn mà. Rồi anh đi bán số cũng kiếm được thêm. Dạ. Thì biết là anh bị tai nạn 2 năm nay mà phải nói là cái biến cố này nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống gia đình mình luôn. Dạ. Lúc đó là chị hình như đang đi làm hồ chung cũng với anh luôn. Chung. Rồi chị có làm chung với anh bữa đó luôn không? Có, đang phụ hộ em ở dưới á, ảnh lên trên. Cũng em hồi hộp không biết cái gì hết trơn. Coi như là đó mình là mất hồn luôn. Dạ. Chứ. Dạ. Khi mà thấy anh ngã xuống rồi là phải bác sĩ lúc đó là coi như nói cái cơ thể anh bị phỏng rất là nặng. Dạ. Rồi phải cắt đi những cái phần cơ thể vậy thì một người vợ mà chị đón nhận cái tin đó như thế nào? Tin đó em rất buồn. Tại hai vợ chồng cũng mến nhau, cô ảnh bị vậy cái em rất buồn nhiều lắm. Hồi hộp ảnh không biết cần sống hay cần gì vậy lúc trước bình thường á. Bây giờ bị vậy không biết ảnh suy nghĩ sao. Vinh nghĩ là lúc đó chị phải đấu tranh tư tưởng lắm. Dạ. Tại vì quyết định không phải là trên cơ thể chị mà lại là trên cơ thể của anh. Dạ. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái điều đó. Rồi thêm nữa là Vinh nghĩ chị cũng suy sụp. Dạ. Chị có lo lắng lúc đó, cái thời điểm đó chị có lo lắng nghĩ về tương lai của gia đình mình, các con mình như thế nào khi mà anh không lao động được nữa không? Lúc đó mình ấy nhiều lắm, chưa suy nghĩ tới nữa, lo suy nghĩ cho ảnh không à. Sức khỏe còn rất là yếu mà hơn một năm nay là anh đã phải cố gắng đi làm. Và nỗ lực rất là nhiều để quay trở lại với cuộc sống của mình, thì chị nghĩ như thế nào về ông xã của mình? Em cũng rất lo cho ảnh đi bán, nhiều khi ở nhà coi ảnh về chưa đồ đó, chưa ảnh chưa thấy về, hơn 12 giờ mình cũng suy nghĩ nó đi bán rơi tàu nữa, nó cơm nước nó chưa ăn, sợ ảnh đói rồi. Lắng nghe những lời chia sẻ của chị, chúng tôi như thấm thía hơn câu muối mặn gừng cay. Càng gian nan thử thách, tình nghĩa vợ chồng càng bền chặt để cùng nhau bước qua sóng gió cuộc đời. Bởi anh Viên có thể hồi phục sau ca phẫu thuật xử lý những vết bỏng. Chúng tôi tin đó không chỉ là thành quả có được từ sự kiên cường của anh, mà hơn hết còn có đôi tay ân cần chăm sóc và những lời động viên mà chị Hạnh luôn dành cho chồng trong những lúc khó khăn nhất. Rời vùng quê nghèo lên thành phố mưu sinh bằng việc làm thuê, chị Hạnh vẫn còn nhớ về chuỗi ngày hai vợ chồng cùng nhau bươn chải để nuôi hai con ăn học. Tai nạn ập đến, những cơn đau quặn thắt bởi căn bệnh tim chị đeo mang từ nhỏ, dường như chẳng thể so được với nỗi đau khi chị nhìn chồng hứng chịu những bất hạnh của cuộc đời. Vậy nên, dù thường hay ngất xỉu, phải uống thuốc thường xuyên khi những cơn mệt ở tim mỗi lúc một nhiều, thì nhưng chị Hạnh vẫn cố gắng làm lụng gánh vác thay chồng chuyện cơm áo. Khi thì dặm lúa thuê, khi làm cỏ đậu. Với chị, niềm vui khi cầm trong tay vài chục ngàn đồng cuối ngày thật hạnh phúc biết bao, khi vẫn còn có thể tận tay chăm lo cho gia đình. Tin tưởng, cố gắng với hy vọng cuộc sống sẽ vơi đi những khó khăn. Vậy nhưng, từ sâu trong lòng anh chị, chúng tôi biết có những trăn trở chưa thể nói thành lời mỗi khi nghĩ đến mái nhà mình, mái nhà được dựng lên từ cây lá của bà con gom góp lại. Theo năm tháng, xác lá giờ đã cũ mục, mỗi mọt ăn sâu vào những chiếc đòn tay, yếu ớt như bao khó khăn đang từng ngày lấy đi sự bình yên nơi gia đình này. Dạ, nhà này mình cất là bao lâu rồi hả anh Duyên hả? Dạ, hơn 2 năm rồi cô Vinh ơi. Hơn 2 năm là từ hồi mà anh bị tai nạn. Dạ. Về là mình về quê ở luôn. Về quê ở cũng nhờ anh em gần gần ta lại cất dùng á. Dạ. Dạ, anh chào cô. Dạ, em chào cô. Dạ, chào hai con trai. Rồi cho cô Vinh hỏi nha, tại vì hồi nãy cô nói chuyện với ba mẹ đó, nghe ba nói là hai đứa ở nhà giỏi lắm, là biết phụ ba mẹ nhiều việc lắm, đâu kể cho cô nghe coi ở nhà giúp ba mẹ được việc gì đâu. Rửa chén. Rửa chén nè. Nấu cơm. Nấu cơm.
quét nhà. Quét nhà. Gần như là việc nhà mình làm hết trơn luôn rồi, giỏi dữ vậy ta. Rồi nãy giờ Vinh để ý thấy mấy cái hoa mình hoa này cũng cũng đẹp nè. Rồi cái hoa này là mình mua hay sao anh chị? Dạ bông ma mình làm. Mua hay này mình làm ơn. Coi như là chị là ráp tự làm. Dạ, ráp làm. Cái này mình bông... để trang trí trong nhà hay dạ, sao? Không làm như tới đám đám dương bông á thì mình vận động bà con đồ có người ta có lòng đi đó, đi chùa đó. Mình vận động thì đi được nhiêu đi, mình làm cái bông đi theo gì đó. Thật ra là từ sáng giờ Vinh cũng tò mò và nghe anh Duyên nói cũng khá nhiều về cái việc là anh tham gia các hoạt động ở chùa rồi vận động bà con. Tại mình có học biết mấy cái chỗ đó, có học cũng mấy năm học biết người, thành ra mình biết người bà con rồi không biết thì mình dẫn đi để mà làm phước làm gì đó. Rất là hay khi mà thấy anh chị dù cái cuộc sống của mình còn nhiều cái khó khăn như vậy nhưng mà vẫn có lòng hướng dạ. Phật, hướng về cái thiện và giúp đỡ cho mọi người nữa. Mày có dính ba người cũng chính. Dạ. Rồi còn một điều nữa là hai đứa nhỏ. Dạ. Bây giờ mình lo cho hai đứa đi học là cũng một cái khoản chi phí khá là nhiều đó. Dạ. Chưa có suy nghĩ chỗ đó thì cũng khuyên nhắm đi học hoài à. Dù sao đi buôn bán được nhiêu cũng cố gắng cho nó học, ăn học cho biết như người ta. Dạ. Có cái cách nào anh nghĩ là có một cái hướng nào đó mà mình giải quyết hết được những cái vấn đề mà anh lo lắng nãy giờ không? Cũng hồi đó cũng có nuôi heo, chăn nuôi đồ á. Dạ. Lúc mình ở chăn nuôi đồ để mà có để mà được phát triển đồ. Lúc mà nuôi thì chưa biết gì đâu, cũng nuôi theo mình vậy đâu biết thuốc men gì đâu. Tới chừng sau này nó có mấy thú y á, gần cũng chỉ thuốc chỉ gì, người ta nói muốn chăn nuôi thì mình học hỏi người ta lại. Thật sự là Vinh thấy cuộc sống anh chị rất nhiều khó khăn, nhưng mà nãy giờ Vinh nói chuyện với anh chị, Vinh nhìn vào những cái gì mà anh chị chia sẻ thì thực sự là Vinh thấy cái quyết tâm của anh chị rất là lớn. Anh Vinh hy vọng là cuộc sống của mình sẽ khá hơn, sẽ đỡ vất vả hơn sớm thôi khi mà anh chị luôn cố gắng nỗ lực từng ngày như vậy. Ngày hôm nay thì có một cái điều đặc biệt đó là cũng có thêm chính quyền địa phương với bà con hàng xóm đến thăm gia đình của mình nữa, thì mọi người cũng đi tới thôi kìa. Đây rồi, mọi người đến rồi. Dạ. Chào tất cả mọi người. Dạ. Mời mọi người vào nhà ạ. Rồi. Tụi con qua đây, tụi con qua đây. Ở chương trình ngày hôm nay đến thăm gia đình anh chị và đã được chia sẻ cái câu chuyện của anh chị và thấy rằng những cái sự nỗ lực, những cái cố gắng, những cái quyết tâm trong cuộc sống của anh chị thật sự xứng đáng để nhận được món quà này. Và Tuyết Vinh xin phép thay mặt cho chương trình trao món quà này lại cho anh Duyên. Dạ. Dạ, mình chúc mừng cho niềm vui hôm nay của gia đình đi ạ. Rất đông bà con cùng đến chia vui với gia đình anh Duyên ngày chắc cánh ước mơ quay lại. Chúng tôi biết nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh Duyên, chị Hạnh và tất cả mọi người nơi đây như đang nói thay cho những cảm xúc vui mừng khi đứng giữa ngôi nhà mới. Điều đáng nói hơn cả, ngoài số tiền 40 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ, anh Duyên còn nhận được sự tiếp sức từ chính quyền địa phương và bà con. Người góp ngày công, người ủng hộ thêm chi phí để ngôi nhà hoàn thiện sớm nhất. 25 ngày xây dựng nhà, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian với những kỷ niệm đẹp và ấm áp về tình làng nghĩa xóm và sự chung tay hỗ trợ mà tất cả mọi người dành cho gia đình anh. Vượt qua nghèo đói nên không dám mơ một mái ấm cho riêng mình. Chắp cánh ước mơ cho cuộc đời vươn xa, chắp cánh ước mơ làm ấm lại lòng ta, một căn nhà xinh mang bao nghĩa tình. Ngôi nhà mới mang theo bao ước mơ của đôi vợ chồng trẻ với những dự định phát triển cuộc sống gia đình và chăm lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi rất hy vọng gia đình anh Duyên sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý khán giả xem đài gần xa.
để anh sớm có điều kiện tiến hành phẫu thuật chữa lành vết thương ở tai, nhanh chóng quay về cuộc sống trước đây để cùng vợ chăm lo cho các con. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình anh Duyên, khán giả xem đài vui lòng liên hệ về địa chỉ anh Thập Duyên, ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, hoặc chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Vườn, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 070-6-250-555. Căn nhà xinh mang bao nghĩa tình, một căn nhà xinh mang bao niềm mơ ước, một căn nhà xinh thắp sáng niềm tin, một căn nhà xinh thắp sáng niềm tin.